Baby bus. Thời tiết của gấu trúc nhỏ, cơn bão. Hãy xem các bạn khác đối phó cơn bão thế nào nhỉ? Ồ không, một cơn bão đang đến. Mình cần bảo vệ cây ăn quả và cánh đồng của mình. Hãy hái trái cây và cho vào giỏ nhanh lên. Tuyệt quá, tất cả trái cây đã được hái. Cắt những cành này để cây lớn sẽ không bị đốn ngã. Đã được cắt rồi. Sử dụng gỗ để gia cố cây. Đã được gia cố. Hãy đào mươn, kéo cuốc dọc theo đường để đào. Tuyệt vời, việc này sẽ giúp thoát nước dễ hơn. Lấp đầy các chuồng hỏng để chặn lũ. Đổ đầy cát vào bao để làm bao cát.
Đã làm xong các bao cát cuối cùng, bây giờ hãy đặt chúng trên bờ sông. Cắm cọc xuống đất. Bờ sông đã được gia cố, tuyệt vời. Cơn bão đã đổ bộ, hãy chuẩn bị để chống bão. Gỗ có thể giúp gia cố tốt cho cây ăn quả. Nguy quá, lớn trên cánh đồng thoát nước tốt. Cơn bão đã đi qua, vườn cây và cánh đồng của mình an toàn rồi. Xin chào, hãy xem những hành động này có đúng hay không. Cơn bão đến rồi và Han đang đi dạo bên ngoài. Việc làm này có đúng không? Đúng rồi. Cơn bão đang đến và Han đang ra cố cây ăn quả bằng cách giá đỡ để ngăn không cho cây bị đốn ngã. Việc làm này có đúng không? Sai rồi, bạn làm tốt lắm. Cơn bão đang đến và Han đang dùng các bao cát để ra cố bờ sông. Việc làm này có đúng không? Bạn đúng rồi. Han đã vứt rác xuống mương. Việc làm này có đúng không? Thật tuyệt vời. Bạn đã biết hết về cơn bão chưa? Giờ đây, mình có thể tự bảo vệ bản thân trong cơn bão.